Với những người yêu thích chăm sóc da, việc sử dụng công cụ hỗ trợ làm đẹp như các loại máy móc hiện đại đã không còn quá xa lạ. Trên thị trường hiện nay cũng xuất hiện rất nhiều sản phẩm như máy rửa mặt, máy xông hơi, máy đẩy tinh chất. Và với việc đắp mặt nạ thì sản phẩm nằm trên hot nhất hiện nay chính là máy đắp mặt nạ Forgel Oppo Smart Max Treatment. 1. Thương hiệu. Thương hiệu Forgel được thành lập năm 2013 tại Thụy Điển bởi Philips Hue. Với tuổi đời chỉ 7 năm nhưng Forgel này đã nhanh chóng vươn lên top đầu thế giới và trở thành một thương hiệu toàn cầu. Philips Hue đã cực kỳ thành công trong việc truyền cảm hứng làm đẹp cho mọi người với thông điệp Forgel Forever Young. Nhưng điều làm nên sự thành công của thương hiệu này nằm ở chất lượng sản phẩm vượt trội với công nghệ hiện đại và bắt kịp được thị hiếu của người tiêu dùng. 2. Thiết kế. Sản phẩm được đựng trong một hộp nhựa cứng cáp, khá chắc chắn và hơi khó mở. Máy đi kèm một dây sạc USB, một giấy hướng dẫn sử dụng, một mặt nạ dùng thử và một giá đỡ máy. Forgel Oppo Smart Max Treatment được làm bằng silicone ở phần dưới, còn mặt trên làm từ kim loại với màu vàng trông rất sang trọng. Máy cầm vừa nắm tay, chắc chắn, không bị trơn trượt khi sử dụng và di chuyển trên mặt rất mượt mà. 3. Công dụng. Forgel Oppo được nghiên cứu và phát triển nhằm đem đến giải pháp chăm sóc da hoàn hảo cho mọi người với công nghệ Hyper Infusion kết hợp với ánh sáng đèn LED để dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào bên trong. Khi sử dụng, máy sẽ giúp truyền tinh chất vào sâu từng lớp biểu bì ngay lập tức để khiến làn da căng bóng, rạng rỡ và tươi trẻ. Khi mua máy đắp mặt nạ Forgel Oppo, hãng sẽ tặng bạn một chiếc mặt nạ để dùng thử. Còn muốn dùng lâu dài thì các bạn phải mua thêm hộp mặt nạ sử dụng ngoài. Hai em ý đi liền với nhau nhưng điểm nhấn chắc chắn là máy đắp mặt nạ rồi. Còn mặt nạ thì không có gì đặc biệt so với các dòng trước của Forgel. Forgel có đến 7 loại mặt nạ khác nhau cho em máy này, dựa làn da của mình để lựa chọn loại mặt nạ phù hợp các bạn nhé. Công nghệ làm ấm trong Forgel Oppo giúp dưỡng chất được hấp thụ sâu trong da, đem đến hiệu quả trong thời gian ngắn. Nhờ đó mà làn da bị tổn thương phục hồi nhanh, giảm viêm và lỗ chân lông cũng được thu nhỏ hơn. Forgel Oppo Smart Max Treatment cũng có khả năng cải thiện bọng mắt. Tuy nhiên công dụng này nếu muốn kiểm chứng được hiệu quả thì chắc bạn cần sử dụng trong thời gian khá dài. Ánh sáng đèn LED trong em này được chia thành các màu tương ứng với chức năng đáng chú ý khác nhau là: màu xanh lá, dành cho làn da xỉn màu, có tác dụng giúp da rạng rỡ, trắng sáng hơn. Màu đỏ, dành cho làn da lão hóa, kích thích sản sinh collagen, giúp trẻ hóa làn da. Màu xanh nước biển, dành cho da mụn, giúp kháng viêm, cải thiện tình trạng mụn và kích thích lưu thông máu cho làn da khỏe mạnh hồng hào. Và ứng dụng ánh sáng đèn LED này đã được chứng nhận an toàn, kể cả những người có da nhạy cảm dưới ánh sáng vẫn có thể sử dụng được sản phẩm mà không lo bị kích ứng. 4. Ưu nhược điểm. Ưu điểm: thiết kế sang trọng, dễ cầm nắm và không bị trơn trượt, dễ dàng sử dụng, vệ sinh thiết bị khá dễ dàng, đem lại hiệu quả cao, nuôi dưỡng làn da mịn màng, trắng sáng khi dùng thường xuyên. Chế độ bảo hành sản phẩm được đánh giá tốt, dễ dàng mang theo khi đi du lịch, công tác để đảm bảo da được nuôi dưỡng tốt nhất. Nhược điểm: giá thành còn khá cao. Sản phẩm chưa có cửa hàng chính hãng ở Việt Nam nên tìm mua hơi khó. 5. Trải nghiệm của bản thân. Lần đầu tiên dùng máy đắp mặt nạ đến từ nhà Forgel, mình dùng kèm với em mặt nạ Max Mizay. Thời gian dùng chỉ có vài phút thôi, nhưng sau khi đắp mặt nạ thì bạn sẽ cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Mình nhận thấy lỗ chân lông được thu nhỏ hơn, da ẩm mịn và trông rạng rỡ, sáng khỏe hơn hẳn. Sau một tuần sử dụng em này, làn da của mình có những thay đổi dù rất nhỏ nhưng cũng khá ưng như, không còn thấy da khô căng nhiều, khả năng hấp thụ các dưỡng chất nhanh hơn. Và sau nhiều tháng kiên trì sử dụng Forgel Oppo đều đặn, vùng chữ T của mình không còn đổ nhiều dầu nữa, da cũng mịn màng và đều màu hơn trước. 6. Các câu hỏi thường gặp. Có thể mua sản phẩm này ở đâu? Bạn có thể mua sản phẩm chính hãng tại link dưới video nhé. Giá sản phẩm này là bao nhiêu? Forgel Oppo được bán với giá khoảng hơn 5 triệu đồng. Mặc dù giá này hơi cao, nhưng nếu so sánh về chất lượng và độ bền thì cũng đáng để đánh đổi đó. Với rất nhiều công dụng hữu ích giúp bạn yêu chiều làn da của mình, tại sao bạn lại không mạnh dạn mang em ý về nhà mình nhỉ?